các bạn và rất là vui được chào mừng với các bạn đến với khóa học phát âm của Yes English. Trước tiên thì Nga xin gửi lời cảm ơn đến các bạn vì đã quyết định tham gia vào khóa học phát âm của Yes English, và Nga tin chắc một điều rằng sau khi các bạn hoàn thành khóa học thì các bạn sẽ rất là hài lòng về quyết định của mình. Tại sao ạ? Vì cái khóa học này các bạn, sau khi các bạn học, các bạn sẽ phát hiện ra một điều rằng nó hoàn toàn khác biệt với tất cả những cái khóa học ngoài kia, và nó là tâm huyết của Nga và của thầy John. Khi các bạn tham gia thì các bạn sẽ thấy là cái nội dung của khóa học được thiết kế một cách đặc biệt, và cái cách mà bên Nga truyền đạt cho các bạn nó cũng sẽ rất là đặc biệt. Khi mà bạn tham gia, mặc dù bạn đang học trực tuyến nhưng mà bạn sẽ có cảm giác giống như là mình đang được một thầy nước ngoài dạy tiếng Anh, dạy kèm tiếng Anh một cách chuyên nghiệp. Trước tiên thì Nga xin giới thiệu một chút xíu về bản thân mình và người đồng sáng lập của Yes English. Nga là nhà đồng sáng lập của Yes English, đồng thời hiện tại Nga cũng là CEO của Học viện Kiến tạo Thần Thái NYC Academy, và Nga cũng là nhà đào tạo quốc tế. Còn về thầy John tên đầy đủ của thầy là John Mortimer. Thì thầy là người Anh và thầy có hơn 15 năm kinh nghiệm đào tạo về tiếng Anh trên toàn châu Á này chứ không chỉ ở Việt Nam. Riêng về địa phận Việt Nam thì thầy có hơn 10 năm kinh nghiệm. Do đó những cái thầy thấu hiểu rất là rõ những cái khó khăn của người Việt của mình khi học tiếng Anh là cái gì. Và đặc biệt nữa đó là thầy John không phải là một thầy giảng viên tiếng Anh bình thường, mà thầy đã giữ những chức vị cao ở trường đại học quốc tế, giống như là thầy đã từng là trưởng khoa tiếng Anh và thầy cũng là giám đốc tuyển dụng chuyên tuyển những cái giảng viên tiếng Anh cho trường đại học quốc tế. Do đó những cái này, những cái lợi thế này sẽ là những cái lợi thế mà các bạn sẽ nhận được khi các bạn tham gia vào cái khóa học này. Khóa học về phát âm của Yes English nó bao gồm 12 bài. Và trong 12 bài này, trong mỗi bài được thiết kế theo 3 phần. Đầu tiên đó là thầy John sẽ giới thiệu cho các bạn về cái âm đó các bạn sẽ phát như thế nào, các bạn sẽ nối như thế nào, và cái cách của mình để miệng của mình như thế nào. Và cái phần thứ hai cũng là cái phần đặc biệt tạo sự khác biệt giữa Yes English và những cái công ty khác. Đó là các bạn sẽ được tham gia vào một cái lớp học thực tế, và nơi đó thầy kèm cặp hai bạn học viên. Do đó các bạn sẽ cảm thấy giống như là mình đang được kèm từ một thầy nước ngoài. Và cái cuối cùng đó là sau khi các bạn đã được nghe thầy giới thiệu rồi, và sau khi các bạn đã tham gia vào lớp học rồi, thì phần cuối cùng đó là các bạn sẽ tham gia với Nga để ôn luyện lại tất cả những cái gì các bạn đã học ở hai phần trước. Thì đó là cái cấu trúc của bài học mà Nga muốn chia sẻ với các bạn. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.